Đây là câu chuyện du hành thời gian kỳ lạ nhất thế giới. Vào mùng 2 tháng 7 năm 1955, một chiếc máy bay dân dụng mang số hiệu 914 cất cánh từ New York, bay đến Miami. Trên máy bay có tổng cộng 57 hành khách, nhưng không ngờ, sau 3 tiếng đồng hồ, chiếc máy bay chở 57 hành khách này hoàn toàn biến mất. Lúc đó radar của máy bay không quét được bất kỳ tín hiệu nào, nhân viên cũng không liên hệ được với cơ trưởng, chiếc máy bay đã hoàn toàn mất tích, không có bất kỳ dấu vết nào. Để hiểu rõ chuyện này, mọi người đã tiến hành điều tra, bọn họ phái một đội cứu hộ tìm kiếm dọc quãng đường bay trên biển của máy bay, nhưng mấy tháng rồi mà chẳng tìm được gì. Mà cuối cùng chính phủ đã công bố, máy bay đột ngột xảy ra sự cố, tất cả hành khách trên máy bay, bao gồm cả 4 thành viên phi hành đoàn đều tử vong. Chuyện đó cứ thế chìm dần, nhưng khiến người ta kinh ngạc là 37 năm sau vào ngày 9 tháng 9 năm 1992. Jack mới đi làm ngày đầu, nhưng sau đó anh ta phát hiện ra radar xuất hiện tín hiệu của một chiếc máy bay, lúc này không có thông báo chuyến bay nào cả. Jack nhìn thấy liền sợ đổ mồ hôi lạnh, khiến người ta khiếp sợ là chiếc máy bay này trông có vẻ rất cổ. Cần phải biết, loại máy bay năm 1992 được đổi thành máy bay động cơ tuabin, mà chiếc máy bay này lại là động cơ cánh quạt. Mà sau đó, cơ trưởng của chiếc máy bay này lại liên lạc, câu đầu tiên của họ là chúng tôi là chuyến bay số 914, bay từ New York đến Miami, trên máy bay có 57 hành khách và 4 phi hành đoàn. Jack nghe xong liền nghĩ liệu bọn họ có bị nhầm đường không. Mà cơ trưởng lại nói rằng chúng tôi là chuyến bay vào 9 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 1955. Trạm kiểm soát không lưu lập tức khiếp sợ, chẳng nhẽ tên này bị điên rồi sao. Sau đó vì sự an toàn của 57 hành khách, họ quyết định để máy bay hạ cánh. Vì an toàn, sân bay liên lạc ngay với quân đội gần nhất để phòng chuyện gì đó xảy ra, còn gọi cảnh sát xe cấp cứu, xe cứu hỏa đến. Sau đó trạm kiểm soát còn bảo cơ trưởng của máy bay, bây giờ là năm 1992, phi hành đoàn nghe thấy liền khiếp sợ. Một giây sau cơ trưởng liền phát điên nói, sau đó lập tức khởi động máy bay, chưa kịp cất cánh, mặc kệ lời cảnh cáo của trạm kiểm soát, ông ta liền cất cánh. Sau đó, chiếc máy bay từ 37 năm trước này lại biến mất khỏi radar, cho đến ngày nay vẫn không có bất kỳ tin tức gì của nó, cũng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện du hành thời gian như vậy đã trở thành một hiện tượng kỳ bí vĩnh viễn không có lời giải. Phương thức tiêu tiền kỳ lạ nhất trên thế giới, đầu tiên là phú ông nghìn tỷ Clyde, ông ta nhiều tuổi lại thừa tiền, vậy nên tiêu 500 triệu đô xây dựng một bản sao Titanic, đồng thời đặt tên cho nó là Titanic thứ hai. Ngoại trừ cái này, ông ta còn mua 160 con khủng long giả. Clyde nói ông ta làm như vậy chỉ vì nó vui. Người thứ hai là một cậu ấm được kế thừa một viên kim cương 26 carat, để tiện đem theo, anh ta đã khảm viên kim cương lên điện thoại, mà chiếc điện thoại này cũng được làm từ vàng ròng, đồng thời được khảm 653 viên kim cương nhỏ. Ngay cả màn hình điện thoại cũng được làm từ đá sapphire. Nó được mệnh danh là chiếc điện thoại cứng nhất thế giới, mà chiếc điện thoại này có giá đến 15 triệu đô. Người thứ ba là một người đàn ông cực kỳ giàu có. Để ngày cưới của mình đẹp trời, ông ta đã tiêu 1 triệu đô để thuê nhân viên chuyên nghiệp thổi bay các đám mây. Ông ta bảo tiền bạc không quan trọng, đây đúng là chân ái của thế giới loài người. Người thứ tư là người phụ nữ giàu có với gia tài cả 100 triệu đô. Bà vận hành một khách sạn 5 sao trên thương trường, dùng đầu óc và bàn tay sắt đá, được mọi người gọi là nữ vương ti tiện. Bà ta vô cùng hà khắc với nhân viên, cũng vô cùng nghiêm khắc với người nhà. Nhưng kỳ lạ là bà ta đối xử rất tốt với chú chó của mình. Trước khi qua đời, bà ta cho chú chó của mình di sản trị giá 12 triệu đô, mà chú chó này cũng trở thành chú chó giàu có nhất thế giới. Thứ năm, ở Mexico có một phú ông tiêu 10 triệu đô để tạo ra một chiếc xe cứu thương. Bên trong chiếc xe này vô cùng sang trọng, mà phú ông kia làm như vậy là để đi làm không sợ tắc đường. Thứ sáu, Paris Hilton là một người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô ta tiêu 3,2 triệu để xây biệt thự cho chó của mình. Căn biệt thự này rộng 300 mét vuông, bên trong biệt thự xây theo phong cách công chúa, nội thất đều là da thật, còn có ban công và đèn chùm, thậm chí có cả hồ bơi. Đúng là thần kỳ thật đấy. Cô ta còn cho chú chó của mình một chiếc vòng cổ nam 1.600 viên kim cương, trị giá đến 3,2 triệu đô. Chúng ta chỉ có thể nói rằng mấy năm nay chúng ta sống không bằng một con chó. Thứ bảy là một tỷ phú không thiếu xe. Chiếc xe này bên ngoài vô cùng hoa lệ, toàn thân khảm kim cương, tổng cộng 300.000 viên. Thậm chí trần chiếc xe, một tỷ phú Ả Rập dùng 10 triệu đô chỉ để sờ chiếc xe này. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu. Chúng ta tiêu 10 triệu đô chỉ để sờ chiếc xe này. Thứ tám, tỷ phú Elon Musk dùng 1 triệu đô mua một chiếc xe thể thao. Nhưng thay vì nói nó là một chiếc xe thể thao, thà nói nó là một chiếc tàu ngầm thì hơn. Elon Musk nói, ông dùng chiếc xe này như một mô hình dưới nước cho một chiếc Tesla trong tương lai. Thứ 9, ông ta tên Sudang, mà việc ông ta làm còn kinh khủng hơn. Trong gara của ông ta có đến 7.000 chiếc xe, trong đó có 300 chiếc Ferrari và 600 chiếc Rolls Royce. Tổng giá trị lên đến 5 tỷ đô, mỗi ngày lái một chiếc xe thì cũng mất đến 19 năm. Thứ 10 là tỷ phú Ấn Độ tên Ambani, ông ta mua một căn nhà này 27 tầng, bên trong có 168 chiếc xe thể thao nổi tiếng. Còn có một ngôi chùa, ba bãi đỗ trực thăng, một rạp chiếu phim. Tòa cao ốc này rộng 37.000 mét vuông, là tòa nhà tư nhân đắt nhất thế giới. Nhưng điều thú vị là xung quanh căn nhà này là khu nhà nghèo, khác biệt giữa giàu có và nghèo khổ vô cùng rõ ràng. Vậy cuối cùng, nếu như là tỷ phú, bạn sẽ tiêu tiền thế nào?